Xin chào quý anh chị cư dân cũng như anh chị đảo và đang quan tâm đến dự án Swan Bay nằm trên đảo Đại Phước thân mến. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Tân sẽ cập nhật đến cho quý anh chị những hình ảnh flycam và tiến độ xây dựng mới nhất về dự án Swan Bay bằng đoạn flycam với độ cao từ 60 cho đến 120, có những đoạn tấn bay với độ cao 200m đến cho quý anh chị để chúng ta có thể quan sát tổng thể toàn khu. Và Tân sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị cũng như cập nhật về những thông tin chi tiết nhất về những cái sản phẩm ở tại Swan Bay để cho quý anh chị cũng như là khách hàng, đặc biệt là quý anh chị cư dân, chúng ta sẽ cập nhật lại những cái giá bán và hiện nay những cái phân khu của chúng ta triển khai như thế nào ở tại dự án này các anh chị nhé. Và những thông tin Tấn chia sẻ ngày hôm nay là những thông tin mà Tấn đã có cơ hội làm việc ở tại dự án này cũng khá là lâu rồi, trung bình khoảng chừng 5 năm. Chính vì như vậy, những thông tin Tấn chia sẻ ở đây là những thông tin mà Tấn đã góp nhặt cũng như là học hỏi và đặc biệt là đã tìm hiểu về dự án này khá là kỹ trong một thời gian khá là dài. Và những cái trải nghiệm của Tấn trong thời gian công tác ở tại dự án này khá là lâu. Chính vì như vậy, Tấn cũng hy vọng rằng những thông tin Tấn chia sẻ sẽ mang lại hữu ích đến cho quý anh chị, cư dân cũng như khách hàng đã và đang quan tâm đến dự án này và một số bạn nhân viên kinh doanh đang công tác trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản sẽ cung cấp cho tất cả các anh chị những thông tin chi tiết nhất về dự án. Và hiện nay dự án của chúng ta đã có 5 phân khu, trong đó 4 phân khu đã bàn giao nhà, còn 1 phân khu thì đang trong quá trình xây dựng. Flycam của chúng ta đang bay ở độ cao là 60m. Ở vị trí này thì các anh chị chúng ta đang quan sát đó chính là khu bến du thuyền Tam Sơn Yacht Club Aswan Bay. Đây ở bến du thuyền hiện nay có 3 chuyến speedboat, chuyến tàu cao tốc. Thì 3 chuyến này thì trong đó có 2 chuyến là của Swan Bay, còn 1 chuyến là Swan Bay thuê và 1 chiếc cano để chở cư dân cũng như là khách hàng và đặc biệt là những bạn sale, những bạn đang công tác làm việc ở tại dự án này mà đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì được chủ đầu tư sẽ đưa đón bằng những cái chuyến tàu như thế này để đi qua đảo làm việc các anh chị nhé. Và thời gian chúng ta di chuyển từ đảo về đất liền cũng như là từ đất liền về đảo là 30 phút di chuyển bằng tàu speedboat, tàu cao tốc của chúng ta. Và tàu này á, là có 45 ghế ngồi, còn tàu cano thì có trung bình khoảng chừng 7 cho đến 10 bạn các anh chị ạ. Flycam của chúng ta bây giờ sẽ bay nhanh hơn một tí để cho tất cả các anh chị chúng ta có thể xem nhanh những cái phân khu. Đoạn flycam này tăng bay với chiều với khoảng thời gian là 15 phút 39 giây. Chính vì như vậy, nhờ anh chị chúng ta đã và đang xem clip thì vui lòng like and subscribe kênh ủng hộ Tấn cũng như là đội ngũ để thường xuyên bay cập nhật đến cho quý anh chị những hình ảnh thước phim đẹp nhất về những dự án bất động sản ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay dự án của chúng ta cũng đã hoàn thiện khá là nhiều hạng mục rồi. Ở tại khu vực mà Tấn đang bay phía bên này đó chính là khu vực phòng kinh doanh của dự án. Khu vực này sẽ là nơi đón tiếp cũng như là hỗ trợ cho tất cả các anh chị những vấn đề liên quan đến thủ tục ở tại trực tiếp dự án. Và đoạn đường mà các anh chị chúng ta đang theo dõi đến đó chính là trục đường 60m nối từ cầu đó chính là cầu Đại Phước thưa các anh chị, cầu Đại Phước vào đến khu bến tàu của chúng ta. Còn đó chính là những căn hộ tòa phân khu dồn 6 thì chúng ta sẽ có 3 loại sản phẩm chính. Một là những căn Park Villa Shop, thứ hai là Park Villa Garden và những căn nội khu. Còn 2 tòa căn hộ của chúng ta thì có 1, 2 và 3 phòng ngủ cao 15 tầng có giá từ 1 tỷ 7 cho đến 4 tỷ một căn. Và tiếp theo đó chính là phân khu dồn 5 và phân khu dồn 4. Phân khu dồn 4 là phân khu mà dọc theo bờ sông, còn phân khu dồn 5 sẽ là phân khu nằm ở giữa phân khu dồn 6 và phân khu dồn 4 các anh chị. Những sản phẩm ở tại phân khu dồn 4 phía bên phải màn hình dọc theo bờ sông thì chúng ta sẽ có 3 loại sản phẩm. Một là những căn dinh thự view sông với diện tích từ 540 cho đến 770m2 và những căn biệt thự đơn lập có diện tích từ 300 cho đến 350m2.
và những căn biệt thự song lập sẽ có diện tích là 160m² cho đến 187m² tùy theo vị trí. Ví dụ như là hiện nay có giá bán của những căn dinh thự ở tại Sun Bay ở tầm khoảng chừng 47 cho đến 50 tỷ một căn. Còn những căn biệt thự đơn lập thì giá rơi tầm khoảng chừng 13 tỷ cho đến 15 tỷ. Ngoài ra thì những căn biệt thự song lập có diện tích là 160m² cho đến 187m² thì sẽ có giá bán dao động từ 8 tỷ cho đến 8 tỷ rưỡi một căn. Hiện nay các anh chị chúng ta đang xem đó chính là phân khu Zone 5 và phân khu Zone 6. Phía xa xa đang trong quá trình xây dựng đó chính là phân khu Sun Bay Osa. Với dự án Sun Bay của chúng ta, mặt độ xây dựng chỉ duy nhất là 19%, với tổng quy mô của đảo là 464,5 ha, thì mặt độ xây dựng này khá là thấp và cây xanh rất là nhiều. Với phân khu Zone 6 của chúng ta thì có thêm một cái hạng mục, đó chính là có trường học. Hiện nay trường học thì đang trong quá trình xây dựng, đã hoàn thành rồi. Tuy nhiên thì hiện nay vẫn chưa có tuyển sinh được. Dự kiến là trong năm 2024 này thì chúng ta sẽ tiến hành tuyển sinh khóa đầu tiên ở tại Sun Bay. Đây là trường quốc tế Singapore đầu tiên ở tại Nhân Trạch cũng như là tại Đồng Nai. Chính vì vậy sẽ rất là thu hút các cư dân cũng như các bậc phụ huynh sẽ đưa con mình đến đây để mà học ở đây. Thì hiện nay dự án của chúng ta có một trường học. Trường học này sẽ phục vụ cho tất cả cư dân cũng như là khách hàng ở Đồng Nai cũng như có nhu cầu học ở đây, chứ không riêng gì ở tại đảo Sun Bay. Hiện nay đảo Sun Bay của chúng ta với mức độ lấp đầy khá là thấp, ở tầm khoảng chừng 16%. Ví dụ như là 100 căn thì chúng ta chỉ có được tầm khoảng 16 căn là đẹp, là đang ở thôi. Và chính vì như vậy, một cái lượng cư dân cũng như là bậc phụ huynh lớn đến đây để mà đưa con đi học á, thì góp phần đảo của chúng ta sẽ trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn, và mức độ mua bán nó cũng nhiều hơn, giúp cho giá trị tăng giá sẽ cao hơn ở thời điểm hiện tại. Và đây chính là cái khu clubhouse của phân khu Zone 6. Khu clubhouse rất là đẹp. Còn đây đó chính là khu phố đi bộ. Khu phố đi bộ này sẽ thường xuyên tổ chức những cái chương trình, những cái lễ hội hoặc là những cái sự kiện ở tại dự án Sun Bay, mà trong thời gian sắp tới dự kiến sẽ triển khai. Hiện nay tập trung chủ yếu là ở tại bến tàu cũng như khu vực hồ bơi. Tuy nhiên trong thời gian xa hơn nữa, lâu hơn nữa, thì khi mà dự án phát triển ở một cái mức nào đó nhất định, cũng như đảo của chúng ta hình thành ở tầm khoảng chừng 50%, thì chắc chắn rằng đối diện phân khu Zone 6 của chúng ta đó chính là sân golf 64 ha 18 lỗ, đảo và đang hoạt động từ năm 2012 cho đến nay và thu hút một lượng khách hàng đến vui chơi ở tại sân golf này rất là đông. Sân golf này là sân golf được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Taekwon Group, là tập đoàn đến từ Hàn Quốc. Chính vì như vậy, hết 40-50% lượng khách đến đây là khách Hàn Quốc, còn lại là khách Việt Nam và một số khách Đài Loan và khách Trung Quốc thực anh chị, và một số khách nước ngoài khác nữa. Hiện nay dự án của chúng ta là một trong những dự án hiếm hoi nằm ở khu vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh, khi dự án của chúng ta cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ duy nhất là 7-10 phút di chuyển. Vì sao Tấn nói là như vậy? Tại vì khi mà qua cái cầu Đại Phước thì chúng ta chạy dọc theo cái tuyến đường Vành Đai 3. Vành Đai 3 thì chỉ có cái cầu Nhân Trạch đang trong quá trình xây dựng, nối địa phận của Nhân Trạch là tỉnh Long Tân cũng như ở Đại Phước, là xã Long Tân và xã Đại Phước, nối trực tiếp với lại khu Long Trường ở tại quận 9. Chính vì như vậy, qua cầu là chúng ta đến với địa phận thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì trong vòng khoảng chừng 3-5 phút là chúng ta kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mà các anh chị mình về trung tâm thì mất đâu đó rồi tầm khoảng chừng 20 phút để về với quận 2. Tức là trung tâm của quận 2 là khu Sala, và khu quận 1 là tầm khoảng chừng 25-30 phút các anh chị nhé. Còn đây đó chính là phân khu Zone 8.
Phân khu Zone 8 đã hình thành vào năm 2019, đầu năm 2020. Và dự án này mở bán vào năm 2017 với tổng số lượng căn là 396 căn, gồm có những căn dinh thự, những căn biệt thự đơn lập, những căn biệt thự song lập và những căn nhà phố. Và hiện nay có mức giá từ 7 tỷ cho đến 18 tỷ một căn, và những căn dinh thự thì trên dưới 40 tỷ. Phía xa xa đó chính là một cái quỹ đất rất là lớn của chủ tư Nam Long với tổng quy mô là 45 hectare, hiện nay đang trong quá trình san lấp mặt bằng và dự kiến sẽ triển khai những căn biệt thự ở tại khu quỹ đất này vào năm 2025, dự kiến là như vậy. Hoặc là lâu hơn nữa thì hiện nay Tấn vẫn chưa cập nhật được thông tin mới nhất. Hiện nay chỉ là thông tin dự kiến, khi nào có thông tin chính thức Tấn sẽ cập nhật đến cho quý anh chị. Chính vì như vậy mà mời tất cả các anh chị hãy ủng hộ Tấn cũng như là đội ngũ bạn Việt, đăng ký kênh và like cũng như là chia sẻ cho những người thân bạn bè của mình cùng xem. Và phía bên trái đó chính là dự án Eco Village Nhân Trạch của chủ tư tập đoàn EcoBark, nhà sáng lập EcoBark đang triển khai cái sản phẩm dự án này. Hiện nay dự án thì đang trong quá trình xây dựng những căn nhà phố, và những căn nhà phố thì đang có giá bán được tầm khoảng chừng 8-9 tỷ một căn. Nếu mà thành công nhanh thì tầm khoảng chừng 7 tỷ, diện tích khoảng chừng 70 m². Và flycam của chúng ta đang hướng đến những căn dinh thự view song và những căn biệt thự đơn lập. Với những căn biệt thự view song của chúng ta thì chúng ta sẽ có diện tích từ 320 m², còn những căn dinh thự sẽ có diện tích là 540 m². Ở cái thời điểm mở bán vào năm 2017 ở tại phân khu Zone 8 thì những căn biệt thự, căn dinh thự này sẽ có giá bán từ 13 tỷ cho đến 17 tỷ một căn. Và hiện nay đang có mức giá giao dịch từ tầm khoảng trên dưới 40 tỷ một căn. Có những căn sẽ là 42 đến 45 tỷ. Và bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy dành thời gian để cùng nghe nhạc và cùng xem những hình ảnh thực tế ở tại dự án nhé. Và những cái đoạn clip tiếp theo hoặc là những cái đoạn review sau thì Tấn sẽ cập nhật thêm cho tất cả các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi và hy vọng sẽ nhận được những phản hồi cũng như là chia sẻ đến cho của tất cả các anh chị về những thông tin Tấn chia sẻ, cũng như là vui lòng ủng hộ, like, subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ đến cho người thân và bạn bè của mình cùng xem nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo.